con. Dạ cô. Rồi, Vi thích chơi bộ hoa quả. À, con xin cô. Rồi, cô cho Vi chơi bộ hoa quả nào. Nào, bỏ đây nào. Nào, hoa quả. Quả gì đây? Cà chua. Cà chua. Đúng rồi, màu gì? Cà chua màu gì ạ, Vi? Cà chua. Màu? Màu gì đây? Màu đỏ. Nào, Vi cầm dao nào, bộ nào. Đây, con để như này. Đấy, bộ thẳng xuống. Cà chua. Cà chua. Đúng rồi, cà chua ăn rất là tốt cho sức khỏe, giúp mình đẹp da này, thông minh này. Nào, cô có củ gì đây? Mi nhìn củ gì đây? Cà rốt. Cà rốt. Đúng rồi, cà rốt có màu gì? Màu cam. Rồi, con bổ củ cà rốt đi. Cà rốt. Giỏi quá. Rồi, nếm thử củ cà rốt xem có vị gì ạ? Cà rốt. Rồi, cô có quả gì đây? Quả gì màu vàng đấy? Chanh. À đúng rồi, quả chanh. Nào, Mi bổ quả chanh nào. Mi cầm được ra rồi, bổ đi. Đấy, quả chanh. Quả chanh. Cô có củ gì đây? Củ. Củ gì đây? Củ khoai tây. À, con bổ củ khoai tây nào. Khoai tây. Oh, củ khoai tây. Khoai tây đó. Nếm thử vị củ khoai tây nữa à. Khoai tây ăn rất là thơm tốt nha. Cơ có cây gì đây? Súp lơ. À, súp lơ. Con bỏ cây súp lơ nào. Súp lơ. Giỏi quá. Rồi. Yes. Nào. Nào, cô cho Mi quả gì? Quả gì đây? Mơ. Bí ngô. Rồi, con vừa quả bí ngô nào. Bí ngô. Bí ngô. Đây. Nào, cô giúp nào. Nào, bố nào. Đấy. Cô đi. Nào. Bộ. Rồi, bí ngô. Bí ngô. Đúng rồi. Tiếp, cô có quả gì tiếp theo đây? Quả ớt. Quả ớt. Quả ớt. Đúng rồi, con bổ quả ớt nào. Con cầm ngược dao rồi nào. Quả ớt.